Ngô Hoàng Lĩnh đoạt Á Vương 3 siêu mẫu thể hình thế giới. Ngô Hoàng Lĩnh đăng quang ngôi vị Á Vương 3 trong đêm chung kết siêu mẫu thể hình thế giới 2023 World Fitness Supermodel 2023 diễn ra tại Thái Lan tối ngày 27 tháng 5. Chung kết World Fitness Supermodel 2023 diễn ra với các phần thi trình diễn thời trang, trang phục thể thao, đồ bơi, vest. Sau các vòng thi, thí sinh đến từ Philippines đăng quang ngôi vị Nam Vương. Danh hiệu Á Vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Thái Lan, Sri Lanka, Việt Nam và Ấn Độ. Tại đêm chung kết, Ngô Hoàng Lĩnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các phần trình diễn. Với vóc dáng mạnh mẽ cùng gương mặt nam tính, anh gây ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Dù có chút tiếc nuối khi không đăng quang ở ngôi vị cao nhất, nhưng Ngô Hoàng Lĩnh hài lòng với kết quả. Á quân phổ thông Star 2022 tiết lộ, thời khắc được xướng tên ở vị trí Á Vương 3 rất hạnh phúc và xúc động. Ngay sau khi rời sân khấu, Ngô Hoàng Lĩnh gọi điện về gia đình, người thân. Đối với anh, danh hiệu là thành quả của những ngày tập luyện căng thẳng và hành trình giảm cân từ 132kg xuống 85kg như hiện tại. Chia sẻ cảm xúc sau khi giành ngôi vị Á Vương 3, anh cho biết. Tôi nghĩ mình không tiếc nuối bất cứ điều gì tại hành trình chinh phục của Fitness Supermodel 2023. Sau cuộc thi, thật sự tôi hạnh phúc khi có được tình cảm, tình yêu thương của tất cả mọi người. Trước khi lên đường, Ngô Hoàng Lĩnh chia sẻ thi siêu mẫu thể hình thế giới 2023 với mục đích trải nghiệm cùng quyết tâm mang đến hình ảnh đại diện Việt Nam năng động, tươi đẹp. Anh tin rằng, việc tham gia cuộc thi là lan tỏa thông điệp tích cực cho những ai mắc phải những vấn đề về cân nặng, giúp họ tự tin và có cơ hội thay đổi bản thân. Ngô Hoàng Lĩnh sinh năm 1995, từng giành giải Á quân phổ thông Star 2022, hiện là người mẫu tự do, huấn luyện viên thể hình tại thành phố Hồ Chí Minh. World Fitness Supermodel 2023 là cuộc thi siêu mẫu thể hình dành cho các quý ông, được tổ chức thường niên tại Thái Lan. Thí sinh Việt Nam từng đạt thành tích cao nhất ở cuộc thi này là Nguyễn Thanh Tùng, đăng quang năm 2022.